Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng ngày 19 tháng 12, tại phiên trọng thể Đại hội Hội sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức ra mắt với 103 đồng chí. Ông Nguyễn Minh Triết được Hiệp thương Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa 11 nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Minh Triết bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn lao mà các đại biểu đại hội cũng như cán bộ, hội viên, sinh viên trong và ngoài nước tin tưởng trong nhiệm kỳ khóa 11. Ông Nguyễn Minh Triết, 35 tuổi, có trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đi du học tại Đại học Bruno của Anh, sau đó quay trở về Việt Nam cống hiến. Quá trình công tác, ông trải qua các vị trí Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. Sau đó, ông Nguyễn Minh Triết là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hiện ông Nguyễn Minh Triết là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.